điều thú vị đến với con số 94. Và trong buổi tối ngày hôm nay, trước sân khấu Gala Dinner Team Building 2019, xin trân trọng giới thiệu được quý chị và các bạn có sưu tập thời trang năm bây giờ, vốn tài chính tổng kế hoạch Si Mai. Mở đầu là hai bộ trang phục mà chỉ có qua quý vị sẽ nhận ra được bóng dáng của quản lý chi tiêu của bộ và thuế. Bộ máy chúng ta là bạn đang được thấy hiện tại những điều quan trọng nhất của quản lý chi tiêu của bộ. Biên bản hiện thực, thanh toán, số lượng chứng từ mỗi ngày chúng tôi nhận được rất là nhiều, nhưng chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp hợp lý, kiểm tra để hồ sơ nhanh gọn, tuân thủ quy định, hỗ trợ tốt nhất cho các đơn vị. Tiếp theo đây, quý vị đã được chiêm ngưỡng bộ trang phục tiền tệ của khối tài chính. Chúng tôi luôn mong muốn công việc phải đến ngày càng được nhiều. Vì sao? Vì càng nhiều công việc là càng nhiều tài sản, mà càng nhiều tài sản tức là Si Bank của chúng ta ngày càng lớn mạnh và thịnh vượng. Xin mời các bạn hãy cùng đứng bước lên sân khấu để chào đón hai bộ trang phục tiếp theo trong mùa quế quế. Ở Si Bank, quế như một cô nàng xinh đẹp. Tôi đi đam cảnh, tiêu kỳ, nhưng lại cực kỳ dễ bề lắm. Từ lý tưởng đó, chúng tôi đưa đến bộ trang phục về thuế. Nghĩa là các sắc thuế quan trọng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế công tài, thuế nhà thầu. Có hiệu yêu cầu của công đoàn thuế đưa ra, cùng với sự hỗ trợ của người bạn công tử. Kết quả bạn sẽ nhận lại tờ trên máy đầy nhận việc các làm các mục tính, mục vụ, công phố với nhà nước. Hóa đơn đã chuyển mình mạnh mẽ, chỉ với đường hướng click chuột. Hóa đơn điện tử đem đến cho người dùng sự thuận tiện, đơn giản và dễ dàng tra cứu. Chúng ta đã và đang triển khai dự án hóa đơn tự in và tiện lợi cho việc sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho tất cả khách hàng của Si Bank chúng ta. Và ngay sau đây là cô gái xinh đẹp và cá tính trong bộ trang phục của em Melmo. Chiếc áo hai sợi đầy đá băng kết hợp cùng chiếc váy những kim tuyến siêu ngắn, chiếc kiên và choàng hở sau lưng. Bộ trang phục là sự gắn kết của team MIS, những thành viên đến với team MIS luôn nỗ lực hết mình trong công việc hàng ngày hàng giờ, mọi hoạt động sẵn sàng ủng hộ cung cấp các số liệu báo cáo kịp thời cho ban lãnh đạo ngân hàng. Bộ trang phục lấy ý tưởng của nhiệm vụ hàng ngày của team kế hoạch ngân sách, nó thể hiện hình ảnh tương đối
xà dung hòa giữa hai sản có và cơ chế điều chuyển vốn nội bộ FPT nhằm hỗ trợ